chương 3. Hỡi anh em, trong vòng anh em chớ có nhiều người tự lập làm thầy, vì biết như vậy, mình sẽ phải chịu xét đoán càng nghiêm hơn. Chúng ta thấy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn. Hãy hãm cầm cả mình. Chúng ta tra hàm thiết vào miệng ngựa, cho nó chịu phục mình, nên mới sai khiến cả mình nó được. Hãy xem những chiếc tàu, giàu cho lớn mặt lòng, và bị gió mạnh đưa đi, thay kệ. Một bánh lái rất nhỏ cũng đủ cậy bát nó, tùy theo ý người cầm lái. Cũng vậy, cái lưỡi là một quan thể nhỏ mà khoe được những việc lớn. Thử xem cái rừng lớn chừng nào mà một chút lửa có thể đốt cháy lên. Cái lưỡi cũng như lửa, ấy là nơi đô hộ của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người. Chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Hết thảy loài muôn thú, chim chóc, sâu bọ, loài dưới biển đều trị phục được và đã bị loài người trị phục rồi. Nhưng cái lưỡi không ai trị phục được nó. Ấy là một vật dữ người ta không thể hãm dẹp được, đầy dẫy những chất độc giết chết. Bởi cái lưỡi, chúng ta khen ngợi Chúa, Cha chúng ta, và cũng bởi đó chúng ta rủa xả loài người là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Đồng một lỗ miệng mà ra cả sự khen ngợi và rủa xả. Hỡi anh em, không nên như vậy. Có lẽ nào một cái suối kia đồng một mạch mà ra cả nước ngọt và nước đắng sao? Hỡi anh em, cây vả có ra trái olive được, cây nho có ra trái vả được chăng? Mạch nước mặn cũng không thể chảy ra nước ngọt được. Trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng? Hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi khôn ngoan nhu mì mà ra. Nhưng nếu anh em có sự ghen tương, cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình, thì chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng lẽ thật. Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu. Trái lại, nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỷ. Vì nó ở đâu có những điều ghen tương, tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác. Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình. Vả, bông trái của điều công bình thì gieo trong sự hòa bình cho những kẻ nào làm sự hòa bình vậy.